dẫu cho mưa cho nắng, không bao giờ nề hà. Hạnh phúc chỉ đơn giản là còn được về nhà. Hạnh phúc đi về nhà, cô đơn đi về nhà, thành công đi về nhà, thất bại đi về nhà, mệt quá đi về nhà, bông lung đi về nhà, chân vân đi về nhà, không có việc gì thì đi về nhà, không có việc gì thì đi về nhà, đi về nhà, đi về nhà. Đường về nhà là vào tim ta. Của tôi đã làm gì? Có lẽ lời cảm ơn chân thành nhất mà em muốn gửi tặng đến đó chính là em sẽ gửi tặng đến cho cha mẹ của em, những người luôn dìu dắt em và luôn đồng hành cùng em trong những chặng đường mà em đã đi năm 2021. Nếu để dành lời cảm ơn trước khi khép lại năm 2021 thì em muốn dành lời cảm ơn ấy đến các thầy cô giáo, những người lái đò thầm lặng đã không quản ngại hy sinh để đem đến những bài giảng bổ ích cho chúng em trong thời dịch Covid-19. Những công lao to lớn ấy là điều không thể chối bỏ và phủ nhận được. Năm 2021 đối với em là một năm đầy trải nghiệm, và có lẽ điều mà em cảm thấy tự hào nhất là được trở thành leader của SOTA Crew. Và để khép lại năm cũ thì lời đầu tiên em muốn gửi tới lời cảm ơn đến thầy cô, bạn bè và gia đình đã luôn đồng hành cùng em trong suốt thời gian qua. Bên cạnh đó thì lời cảm ơn này em cũng muốn gửi tới SOTA Crew, nơi mà em được thể hiện đam mê và được là chính mình. Mình muốn dành lời cảm ơn chân thành nhất tới các y bác sĩ, các cán bộ chiến sĩ và các tình nguyện viên đã cống hiến hết mình, không quản ngày đêm khó khăn để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Mong rằng mỗi chúng ta sẽ biết trân trọng công sức của họ, có ý thức hơn trong việc phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe chính mình và cho những người xung quanh. Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vui trải qua, buồn vui thế nào, có giận hơn có thứ tha, hài lòng hay thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. Dù là như thế nào, dù mọi điều đã có ra sao, chỉ cần ngoảnh lại một nụ cười vẫn nở trên môi. Thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi, đón chào năm mới. Năm nay tôi sẽ làm gì cho người sinh ra tôi? Năm nay tôi sẽ làm gì cho người yêu thương mình? Năm nay tôi sẽ làm gì cho người nâng đỡ tôi? Và năm nay tôi sẽ làm gì cho những mối quen thân tình?